Trong chế độ multiplayer của Call of Duty Mobile, khi đạt cấp độ rank Elite trở lên, bạn sẽ thường xuyên thi đấu ở mode chơi chiếm cứ điểm, hay còn gọi là Domination. Khác với Deathmatch hay Frontline, trong Domination, bên có được nhiều điểm hạ gục hơn chưa chắc đã là bên chiến thắng. Vì vậy, trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu 7 bí quyết để giúp bạn cải thiện chiến thuật, giúp tăng cao cơ hội chiến thắng khi tham gia mode chơi Domination. Trong mode chơi Domination hay còn gọi là chiếm cứ điểm, thì yếu tố quyết định thắng thua không nằm ở số mạng bạn tiêu diệt được, mà nó phụ thuộc vào số cứ điểm bên bạn chiếm giữ được. Có tất cả là 3 cứ điểm, team nào chiếm giữ nhiều hơn và bảo vệ cứ điểm càng lâu thì cơ hội chiến thắng sẽ càng cao. Thông thường hai cứ điểm A và C sẽ được chia đều cho mỗi bên, nên cứ điểm B được xem là nơi cạnh tranh khốc liệt nhất, bên nào chiếm được B sẽ có lợi thế hơn so với bên còn lại. Một trong những sai lầm của các team khi tham gia mode chơi Domination đó là sau khi chiếm được một cứ điểm thì thường không cắt cử người bảo vệ mà dồn toàn lực qua cứ điểm khác. Khi đó đối phương sẽ rất dễ dàng chiếm lấy cứ điểm bỏ trống này. Đừng quên trong mode chơi chiếm cứ điểm, hai hành động chiếm giữ và bảo vệ phải song hành lẫn nhau thì bạn mới có thể tăng cao cơ hội chiến thắng. Bom khói được xem là một vũ khí chiến thuật đặc biệt quan trọng trong mode chơi chiếm cứ điểm. Bom khói sẽ làm đối phương tạm thời không thể xác định vị trí của bạn và giúp cho việc chiếm giữ cũng như bảo vệ cứ điểm dễ dàng hơn. Do đó, đừng bao giờ bỏ quên trang bị này khi tham gia mode chơi chiếm cứ điểm. Cùng với bom khói thì khi chắn thép hay còn gọi là Transform Shield là trang bị được rất nhiều người chơi ưa thích trong mode chơi chiếm cứ điểm. Nếu bom khói cung cấp cho người chơi phương án để làm mất tầm nhìn đối phương thì khi chắn thép sẽ cung cấp phương án bảo vệ người chơi khỏi các đòn tấn công. Các loại vũ khí Scorn Street như Sentry Gun, Missing Predator hay XS1 Goliath nên là những lựa chọn ưu tiên ở mode chơi chiếm cứ điểm. Đối với Sentry Gun và XS1 Goliath, đây là hai loại vũ khí có khả năng phòng thủ tốt, giúp bạn dễ dàng công phá và bảo vệ cứ điểm từ các đợt tấn công từ đối phương. Riêng Missing Predator, đây sẽ là giải pháp tấn công cực mạnh giúp bạn quét sạch đối phương khi họ đang co cụm phòng thủ. Cho dù đối phương có gọi ra Raviton hoặc XS1 Goliath, thì chỉ với một viên Missing Predator chuẩn xác, bạn vẫn có thể dễ dàng tiêu diệt các vũ khí cực mạnh trên của đối phương. Tên lửa SMRS sẽ là phương án có thể khắc chế được bơm khói cũng như là khiên chắn thép. Nếu như không thể phát hiện được tầm nhìn của đối phương trong làn khói dày đặc, thì một viên SMRS là một sự lựa chọn không tồi để bạn có thể tiêu diệt được đối thủ. Ngoài ra, với sức sát thương cực lớn, SMRS còn là khắc tinh của khiên chắn thép. Cuối cùng, Burst là một phần không thể thiếu nếu bạn muốn thi đấu hiệu quả hơn ở mode chơi chiếm cứ điểm. Các loại Burst như Blast Vest giúp giảm 35% sát thương từ vụ nổ, Hardwire vô hiệu hóa counter UAV, trip mine lẫn lựu đạn EMP, Skulker giúp tăng tốc độ di chuyển, Hardline giúp tăng 25% lượng điểm score streak nhận được, hay Alert báo động vị trí kẻ địch trên minimap là những loại Burst chúng tôi khuyến khích bạn nên sử dụng ở mode chơi này. Hy vọng những thông tin trong video đã giúp bạn có thêm những kiến thức hữu ích để thi đấu hiệu quả hơn khi tham gia mode chơi chiếm cứ điểm trong Call of Duty Mobile. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Tải miễn phí ngay! Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube Call of Duty Mobile VN để xem video mới nhất.